Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Thau nhôm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu cây. Và màu cây hôm nay của mình sẽ có từ thau nhựa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu cây. Và màu cây hôm nay của mình sẽ có từ thau inox. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu tí xanh. Đúng rồi, cái đấy gọi là có gì muốn gặp cái gì nhắn lên cho em ấy. Chỉ có ngoài chợ thôi. Thật. Toàn như 50. 50 là còn rẻ ấy. Mà nó là con ấy. Xấu. Xấu. Mọi người, đây là màu đỏ của mình nha. Đây là màu thứ tư của mình, màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu thứ tư của mình, màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm mình xỏ chữ nha. Đây là chị sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Lâu rồi chị không chụp ảnh ở đằng sau. Hôm nay thì biết là chị sẽ chụp ảnh với những con chị dài lên. Mình sẽ có chị ngắn á. Giờ dài các bạn được. Dài như người chụp xe được. Đây, hai của anh đang chụp cho chị nhìn đỡ vậy. Hai của anh đầu ấy, anh chụp nhìn rõ lớn. Anh thứ ba cũng vậy.
ba cái ảnh đầu nhìn chụp siêu đớn nhưng mà ảnh thứ tư được. Bạn làm cái xong rồi. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn bây giờ mình cứ tô màu cho các bạn xem nha. Thâu nhôm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tên của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu đen. Và màu đen hôm nay của mình sẽ có từ thâu nhựa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tên của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm màu đen. Và màu đen hôm nay của mình sẽ có từ thâu inox. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu tím xanh. Đúng rồi. Cái đấy gọi là có gì muốn gặp cái gì nhắn lên cho em ấy. Chỉ có ngoài chợ thôi. Thật. Toàn như 50. 50 là còn rẻ ai. Nhưng mà nó là còn ấy. Xấu. Xấu. Chụp xe
Đây, hai quả ảnh đầu em chụp cho chị nhìn đỡ quá ấy. Hai quả ảnh đầu em chụp nhìn có đỡ. Ảnh thứ ba không thì ba cái ảnh đầu nhìn chụp siêu đỡ nhưng mà đi ảnh thứ tư thì được. Làm tới xong rồi. Xin chào tất cả các bạn.